Tôi muốn tố cáo một vụ án. Tôi là nhân viên nhà đại thể. Nhà đại thể là nơi giữ cơ thể của những người đã mất. Hôm qua có một cơ thể nữ được chuyển vào, bị mất do ngã đập phần gáy rất là mạnh. Gia đình họ tới yêu cầu không khám nghiệm để mau nhận cơ thể về an táng. Tôi cũng không lạ gì chuyện này, bởi vì nhiều gia đình họ muốn người thân họ được toàn thây. Nhưng điều lạ xảy ra tối hôm qua lúc tôi ở căng tin thì có một cô gái, cô kéo ghế ngồi kế bên tôi. Tôi cũng chẳng để ý nữa, bởi vì bình thường tôi ngồi với rất nhiều người. Cô nhìn tôi và lặp đi lặp lại một câu: tôi không muốn về nhà. Tôi nói với cổ là tại sao không về nhà, ở bệnh viện lạnh lẽo lắm, họ hại tôi. Lúc này cổ đứng lên đi xa rồi mất hút, nhưng mà nhìn kỹ lại á, cổ không có bóng, chân cổ cũng không chạm đất. Tôi quay trở lại nhà đại thể sắp xếp hồ sơ để giao ca. Tôi dừng lại ở một bức hình, đó chính là cô gái mà tôi thấy ở căng tin và cũng là cơ thể nữ mới được chuyển tới sáng nay. Bản năng nghề nghiệp nói cho tôi biết là có chuyện không ổn và tôi liền liên lạc bệnh viện tiến hành giải phẫu cô gái này ngay lập tức. Không ngoài dự đoán, nạn nhân không tự té. Một người bình thường nếu tự té sẽ có thêm chấn thương ở tay và chân, do phản xạ họ sẽ đỡ, nhưng ở nạn nhân này chỉ có chấn thương từ sau đầu, chứng tỏ đã có một lực nào đó cố tình tác động từ phía sau. Và tôi chắc chắn 100% người thân chính là thủ phạm. Tại sao anh có thể thấy được cô gái ở căng tin? Tại vì tôi có một con mắt.